kính chào quý vị, tôi là MC ảo của đài phát thanh và truyền hình Tây Ninh. Chúc quý vị có một ngày làm việc hiệu quả. Còn bây giờ, mời quý vị cập nhật một số tin tức đáng chú ý của bản tin trợ lý ảo điểm báo 11 giờ hôm nay, ngày 15 tháng 2 năm 2022. Trước tiên chúng ta sẽ điểm qua một số tin trên trang thanh niên.vn. Thưa quý vị, nguồn tin cho hay đối tượng là đàn ông, người Nhật Bản đã theo dõi thông tin chuyến bay của Việt Nam Airlines được đăng tải công khai trên mạng và phát sinh hành động đe dọa an ninh an toàn. Điều tra ban đầu cho biết người này thực hiện hành vi đe dọa một mình, không có đồng phạm. Qua thẩm vấn, đối tượng khai báo có hành vi đe dọa bắn hạ nhưng không có động cơ, mục đích. Được biết người này có những biểu hiện thần kinh không bình thường. Trước đó, ngày 5 tháng 1, Chuyến bay VN5311 với máy bay B787868 từ sân bay Narita, tôi câu, Nhật Bản hành trình về Hà Nội. Chi nhánh VNA tại Nhật Bản đã nhận được cuộc điện thoại tự xưng là người Mỹ, nói tiếng Nhật, Đối tượng này đe dọa chuyến bay vn 5311 tốt nhất là quay lại Narita, nếu không sẽ bị bắn hạ khi bay qua vịnh Tokyo. Sau khi hạ cánh khẩn cấp tại Nhật Bản, máy bay được kiểm tra an ninh và bay về Việt Nam vào chiều tối cùng ngày. Thưa quý vị, lãnh đạo Cục Hàng không cho biết, từ 15 tháng 2, các hãng hàng không sẽ không còn bị hạn chế tần suất khai thác và điểm đến mà được bay quốc tế thường lệ như trước dịch COVID-19. Ngoài ra, các chuyến bay quốc tế thường lệ vẫn phải tuân thủ quy định về nhập cảnh, phòng chống dịch với hành khách vào Việt Nam vẫn thực hiện theo các hướng dẫn của bộ công an bộ ngoại giao bộ y tế tính đến thời điểm này ngoại trừ trung quốc tất cả các quốc gia mà việt nam đề nghị khôi phục đường hàng không đều đã đồng ý việt nam đã có hoạt động khai thác với các đường bay tới châu âu úc mỹ đáng chú ý sắp tới sẽ có những đường bay quốc tế tới các thị trường mới như trung đông thổ nhĩ kỳ được tổ chức đến với thông tin dự báo thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mới đây nên Bắc Bộ tiếp tục mưa rét, vùng núi có nơi rét đậm, có sương mù. Tuy nhiên, nền nhiệt khu vực này có xu hướng tăng nhẹ với thấp nhất là 12 độ C và cao nhất lên đến trên 20 độ C. Khu vực Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2 đến 3, nhiệt độ dao động từ 23 đến 34 độ C, có nơi trên 34 độ C. theo là, là phần điểm tin nổi bật trên báo mới vn. Giá gas chiều 31 tháng 1, nhiều công ty gas dầu mối thông báo tăng giá bán lẻ với mức tăng phổ biến 16.000 đồng một bình 12 kg. Giá gas bán lẻ đến người tiêu dùng khu vực thành phố Hồ Chí Minh, một số thương hiệu như sau: Sài Gòn Petro 460.000 đồng một bình 12 kg màu xám, Petro Việt Nam Gas 461.900 đồng một bình 12 kg. Giá vàng tại thị trường Hà Nội, giá dạng FTC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn điều chỉnh tăng 250.000 đồng một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với hôm qua, niêm yết ở mức 62,5, 63,22 triệu đồng một lượng, mua vào bán ra. Công ty vàng bạc đá quý phú quý, niêm yết giá vàng SJC tăng 250.000 một lượng ở chiều mua vàng và 300.000 đồng một lượng ở chiều bán ra so với hôm qua, ở mức 62,6 đến 63,2 triệu đồng một lượng, mua vào bán ra. Giá heo hơi tại miền Nam, giá lợn hơi hôm nay 15 tháng 2 đi xuống có nơi giảm 2.000 đồng một ký so với hôm qua. Cụ thể, các tỉnh Bình Phước, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bạc Liêu và Trà Vinh giao dịch trong khoảng 55.000 đến 57.000 một ký. Ba tỉnh gồm Kiên Giang, Hậu Giang và Cà Mau hiện thu mua heo hơi với giá từ 54.000 đến 55.000 đồng một ký. Hiện tại, mốc thu mua lợn hơi cao nhất trong khu vực hôm nay là 58.000 đồng một ký, tiếp tục duy trì tại Long An. chuyển sang tin tức thế giới đáng chú ý. Ngày 14 tháng 2, truyền thông Mỹ dẫn lời các quan chức nước này cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ tại thủ đô đã ra thông cáo hối thúc công dân Mỹ rời khỏi Belarus ngay lập tức. Theo NBC News, thông cáo đăng tải trên trang mạng Đại sứ quán Mỹ ở Minsk nêu rõ, công dân Mỹ không tới Belarus vì tình trạng thực thi pháp luật một cách tùy tiện, nguy cơ bị bắt giữ và sự tăng cường binh lực một cách bất thường và đáng quan ngại của Nga dọc biên giới của Belarus giáp Ukraine. Công dân Mỹ đang ở Belarus nên rời đi ngay lập tức bằng các phương tiện thương mại hoặc cá nhân. Thưa quý vị, sáng ngày 22 tháng 9 năm 2021, thưa quỹ quyền của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tỉnh đoàn Quảng Trị đã trao tặng quy hiệu tuổi trẻ dũng cảm cho em Lê Văn Trường, học sinh lớp 4B và em Lê Văn Hậu học sinh lớp 2A, Cung trường tiểu học và trung học cỡ sở Triệu Vân, huyện Triệu Phong. Vì dũng cảm cứu người bị đuối nước nội dung được Việt Nam Net.vn chia sẻ. Trước đó, ngày 1 tháng 9 năm 2021, em Trường đang chơi cùng em trai Lê Văn Hậu thì thấy em Lê Thị Thủy Tiên, 5 tuổi đang bị đuối nước dưới hồ sâu. Ngay lập tức, Trường đã nhảy xuống hồ cứu em Tiên và đẩy được em Tiên vào bờ an toàn. Do kiệt sức, Trường chới với dưới hồ. Thế vậy, Hậu đã nhảy xuống hồ để cứu anh trai mình nhưng cũng bị chìm xuống nước. Rất may sau đó Trường đã cố gắng bơi được vào bờ và nhanh trí chạy đi gọi ông nội ở gần đó đến để cứu hậu. Hành động cứu người của hai anh em Trường và hậu là hành động dũng cảm, mưu trí, không ngại hiểm nguy, sẵn sàng bảo vệ tính mạng cho người bị đuối nước. Để ghi nhận hành động dũng cảm cứu người của hai em Trường và hậu, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã quyết định trao tặng quy hiệu tuổi trẻ dũng cảm. đến với một khám phá Việt Nam. Thưa quý vị, dòng Mê Công mang phù sa trôi về hạ nguồn ra biển, theo dòng hải lưu giữa Đông và Tây Biển Đông và Vịnh Thái Lan, đã tạo nên vùng đất ngập ven biển mũi Cà Mau với hệ sinh thái cây mắm đi, trước giữ bãi gây bồi, cây đước theo sau giữ đất cây rừng. Hệ sinh thái theo diễn thế tự nhiên ngập nước ven biển, mang tính đặc trưng, được bảo tồn, phát triển liên tục. Giá trị đã được ghi nhận khi lập nên vườn quốc gia mũi Cà Mau, năm 2003, khu dự trữ sinh quyển thế giới năm 2009, khu Ramsar thứ 2088 thế giới, thứ năm của Việt Nam, thứ hai của đồng bằng sông Cửu Long năm 2013, đã cho thấy đất mũi thật sự mang trong mình nhiều tiềm năng vô giá. Với diện tích rộng lớn lên trên 41.800 hecta và luôn mở thêm phần đất liền do quá trình bồi lắng phù sa, làm cho hệ sinh thái vùng đất thuộc vườn quốc gia mũi Cà Mau càng thêm đa dạng và phong phú, phát triển. Trong đó, có nhiều loài chim quý hiếm di trú theo mùa hay sinh trưởng và phát triển tại chỗ, nhiều nhất là loài cò trắng và nhạn biển giữa màu xanh của đường ngút ngàn những cánh chim trắng dệt đường nét tươi vui tạo nên khung cảnh bình yên trù phú ấm no của vùng đất mũi có lẽ nhờ đường vào bãi biển đẹp đến nao lòng này còn nhỏ ngoằn Ngoèo khó đi cộng với việc nằm nép mình bên nhiều xóm chài nên thắng cảnh này may mắn chưa bị du lịch quá nét quan sơ thơ mộng trong lành vẫn vẹn nguyên về châu tân bạn như lạc vào chốn thư thái tách biệt hoàn toàn với ồn ào náo nhiệt nơi phố thị đứng trước thắng cảnh mênh mông rộng lớn và đầy thơ mộng này được hít hà làn gió mát dịu hòa quyện cùng vị mặn mòi của biển cả. Tĩnh lặng giỏi theo từng nhịp âm rì rào của sóng biển, tin chắc rằng bất cứ ai cũng sẽ có cảm giác như thể đang dàn tay ôm trọn cảnh sắc tuyệt đẹp này vào lòng, cất giấu và giữ cho riêng mình. Nội dung được trích lược theo trang du lịch thăm vn Thưa quý vị, cao nguyên bơn xe thuộc giải núi Alps của Thụy Sĩ, cách thành phố bơn 70 km về phía đông nam. Thung lũng Lao đang thuộc cao nguyên này nằm dưới chân một núi đá vôi và bao quanh, bởi ba ngọn núi khác là Eiger, Mont và Jungfrau. Tên của thung lũng có nghĩa là nhiều dòng suối, bắt nguồn từ điều đặc biệt là có đến 72 thác nước chảy xuống thung lũng từ vách núi đá vôi xung quanh, có vách núi dựng thẳng đứng, tạo thành một góc 90 độ với mặt đất. Nước từ các vách này đổ xuống độ cao hàng trăm mét tạo thành cảnh tượng hùng vĩ. Hiện nay, khách có thể tham quan thác bằng tuyến đường sắt trên núi đã hoàn thiện hoặc đi bộ. Từ trên cao có thể ngắm đồng cỏ và cánh đường xanh ngát. Thung lũng là nơi sinh sống của hơn 2.000 người. Người dân ở đây sống hòa hợp với thiên nhiên, yêu thích việc trồng và chăm sóc cây xanh. Năm 2001, Thung lũng Loiterbrunnen đã được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới. Quý vị thân mến, bản tin trợ lý áo điểm báo 11 giờ hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân mến chào tạm biệt.